Cô Vân Mỹ, ông Trump đã mở sẵn cửa, ông Kim Jong-un chỉ cần bước qua. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm phóng bất kỳ tên lửa đạn đạo nào. Reuters dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton phát biểu hôm nay 25 tháng 5. Theo ông Bolton, các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên bao gồm các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, do vậy các vụ phóng này chắc chắn vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Hai vụ phóng được Triều Tiên thực hiện chỉ cách nhau 5 ngày. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ gọi các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên là hành động vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Các nghị quyết này nhằm buộc Bình Nhưỡng phải dừng các chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Washington vẫn để ngỏ các cuộc đàm phán với chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, ông Bolton khẳng định Mỹ không thay đổi lập trường, như nước này đã nêu tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 ở Việt Nam. Ông Trump đã để mở cánh cửa cho ông Kim Jong-un, bước tiếp theo là ông Kim Jong-un bước qua cánh cửa đó, cố vấn Bolton nói. Ông Bolton cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đồng ý gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, sau khi ông Abe tuyên bố có thể giúp tái khởi động cuộc đối thoại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh Abe, Kim có thể hỗ trợ rất lớn cho tiến trình đó, ông Bolton nhận định. Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có chuyến thăm tới Nhật Bản hôm nay 25 tháng 5. Nhà lãnh đạo Mỹ được cho là sẽ thảo luận nhiều chủ đề với Thủ tướng Abe, từ Triều Tiên cho tới Trung Quốc và thương mại song phương. Phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên gần đây tăng cường các tuyên bố chỉ trích Mỹ, đặc biệt sau khi Washington bắt giữ một tàu hàng của Bình Nhưỡng với cáo buộc vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc. Triều Tiên, ngày 24 tháng 5 tuyên bố nước này sẽ không nối lại các cuộc đàm phán đang bị đình trệ với Mỹ nếu Washington không theo đuổi phương pháp tính toán mới. Bình Nhưỡng cũng đổ lỗi cho Washington vì khiến hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 không đạt được thỏa thuận. Đáp lại cáo buộc của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay tuyên bố Washington vẫn để ngỏ các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tái khẳng định lập trường của Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định chính quyền Trump vẫn đi theo thỏa thuận từng được hai nhà lãnh đạo ký tại cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu ở Singapore năm 2018, trong đó cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và xây dựng một nền hòa bình lâu dài. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington sẵn sàng tiến hành cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Triều Tiên để thúc đẩy tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa. Thành đạt. Theo Reuters, Yonhap. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.